Vâng, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục à, không tôi không tiếp tục hôm nay tôi sẽ làm một video nói về một vấn đề về kênh của tôi. Đó là như thế này, lúc nãy tôi vừa mới có đăng một cái video đó, đó là đây tôi đăng một cái video reaction, cái video này là của AccentC đó. Thì tôi đăng rồi thì có thì đăng rồi thôi đúng không, không vấn đề hết. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là bạn biết không, đây là đó là khi mà tôi đăng lên đó thì nó nói là nó bị nó là nó khiếu nại bản quyền, video của bạn bị chặn đó. Đây đó, đây giờ tôi sẽ mở cái này ra cho mọi người. Một chủ sở hữu bản quyền để xác nhận quyền sở hữu số một nội dung video bạn qua consent ID đó. Do vậy video đã chặn, không cho phát và không cho không còn phát trên YouTube được nữa. Đây không phải là cảnh cáo vi phạm bản quyền. Thông báo xác nhận quyền sở hữu này không gây ảnh hưởng đến tình trạng kênh bạn, tức có nghĩa là đây không phải bị chặn bản quyền nhưng mà nó khiếu nại thôi đó, và video tôi không thể nào phát được nữa đó. Đó thì các bạn sẽ nói là quá ông bị khiếu nại bản quyền, video ông bị chặn thì thôi bình thường có gì đâu. Nhưng mà cái mà tôi thấy bất thường đây là mấy ông biết gì không, đây tôi vô phần này cho bạn, đây cái video đó của tôi nè đó, bị chặn rồi. Video này chứa tài liệu của bản quyền, do đó video đã chặn tôi toàn thiếu phải cúp về. Nhưng mà cái mà tôi thấy lạ nhất ở đây là mấy ông biết gì không, đây đây tôi truy cập kênh Hưng Hai Não cho mấy người. Đây Hưng Hai Não cũng reaction cái video này, đây cũng reaction video này. Create videos for your business with hundreds of templates designed to get. Bây giờ là 11 giờ khuya rồi, tôi tính đi ngủ rồi nhưng mà vì quá bức xúc. Để chi ăn cho. Đúng, mua là phải mua ăn đây, mới. Đó. Đó như bạn thấy đi, như bạn thấy đi. Ông Hưng đây, anh Hưng Hai Não reaction rất là bình thường. Đó có gì đâu. Vậy mà không bị chặn, mà trong khi đó tôi reaction có cái gì đâu. Tôi reaction cũng rất là bình thường, tôi không có do lòng ghép nhạc, tôi không làm gì hết, nhưng mà tôi bị chặn là sao? Tôi nói thật với bạn luôn, nhầm khi nó thì cái nhầm khi tôi chán không thể nào mà tôi chán. Chịu nổi luôn. Tính đến nay là cái video đâu rồi, tôi vô phần quản lý video rồi. Đây như cái video này cho bạn thấy nè, đây cái video mà tên là ha, tôi đã biết giới tính thật của anh Công. Video là video tôi rẽ sợ video của anh Công 2202 đây. Đây bị chặn một phần khiếu nại về bản quyền, khiếu nại về bản quyền. Còn cái video đó là có chắc em là đây rap đó, thì tôi phá nhạc thôi đó, là video cái này vui thôi, phá nhạc thôi, thì nó bị thì nó lại bị giới hạn độ tuổi, giới hạn độ tuổi người xem. Mà trong khi đó tôi hỏi lý do là tại sao bị giới hạn độ tuổi, tôi cần biết lý do đó, thì nó cứ trả lời kiểu nó trả lời không đâu, nhưng mà nó trả lời thì cứ trả lời chỉ có chứ không có cần biết xác định lý do là sao 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 chứ. Đây cái này cũng bị nữa nè, đây là video, cái đây cũng là video của anh Công 2K2, anh video của anh Công 2202 cũng bị chặn, cũng bị khiếu nại bản quyền và bị chặn một phần đó. Các bạn thấy ngộ không? Các bạn thấy ngộ đời không? Đó. Cái này là bị chặn luôn, cái này là bị chặn luôn, không thể nào phát được luôn. Đó. Còn cái này nó bị chặn một phần thôi, có là một số nước bị chặn, còn một số nước thì không. Đó. Đó. Nhưng mà cái mà tôi thắc mắc á, đó là cái video này nè, có cái giống ôn gì trong đó đâu vậy? Trong nếu như mà có thì cũng cùng lắm là chỉ có một cái bài hát thôi. Một cái bài hát mà của Nhật Bản, một cái bài hát của Nhật Bản, được chưa? Một bài hát của Nhật Bản. Nhưng mà cái bài hát đó đó, nó thì các bạn không chứ, ở trên mạng xã hội nó đăng đầy, nó đăng đầy. Vậy mà tụi nó không bị gì cả, nhưng mà vậy mà những người đó không bị gì hết, mà trong khi đó tôi chỉ đơn giản tôi thì action lại thôi, nhưng mà tôi bị ăn này. Tôi nói thật các bạn, trong khi tôi không hiểu tại sao luôn, hiểu luôn. Nhầm khi nói chung là video của tôi hay là tôi không có nói là video của tôi hay, thì tôi không có nói là video của tôi là mà hay vãi cứt hay là cái gì hết, nhưng mà hai tôi cũng bỏ thời gian cho tôi gán tôi làm đó. Nhầm khi hai tôi nhìn vô video của tôi làm tôi cũng chán lắm chứ bộ, bây giờ giả hai tôi nhìn vô đôi khi mà tôi nhớ lại tôi gán có ngày, có một số lần tôi nằm tôi suy nghĩ, tôi cảm thấy là video của tôi hay là thứ nhất là nó không có ra cái gì cả, nó không có một cái giá trị gì cả đó, chỉ đơn giản là đăng lên cho vui gì thôi. Đó. Rồi cố gắng đạt được 1.000 người đăng ký, rồi sau đó tôi
tôi cố gắng đạt được 1.000 người đăng ký, rồi sau đó là tôi kiếm tiền từ cái YouTube này. Đó. Các bạn có thể nói là ha, tôi làm vì mục đích là vì tiền, thì tôi nói thật chứ là ai làm cũng vì tiền cả thôi. Đó. Họ làm vì mục đích đam mê thì cái đó là đúng. Nhưng mà ha có thể nói rằng ha là ha là có một số người á, ngoài cái việc làm video ra, họ chẳng còn biết làm cái gì nữa cả, cho nên họ mới quay sang họ làm YouTube. Hả? Thì tôi mới quyết định là 1.000 người đăng ký thôi. Ban đầu ha là tôi làm thì tôi cứ ít ước ra là 100.000 người đăng ký, 200.000 người đăng ký, 300.000 người đăng ký. Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy từ khi mà lao từ cái ngày mà tôi lao vào YouTube tôi làm tới giờ là tôi cảm thấy nó quá xa vời. Cái con số 1.000 người đăng ký, 100.000 người đăng ký nó quá xa vời. Bây giờ một đây bây giờ kênh của tôi bây giờ hơn là chỉ có được tổng cộng là 69 người đăng ký thôi. 100 người đăng ký không biết đạt nổi hay không nữa. Nó chứ, tính còn ha, cái cột mốc 1.000 người đăng ký nó dài như vậy. Tôi thấy là tôi phải mất tầm 2 3 năm nữa hoặc là 4 5 năm nữa. Ít ra mới dính được mới mới đạt được cái cột mốc là ha 1.000 người đăng ký. 1.000 người đăng ký. Thì ha, tôi thật ra nha, tôi hiện tại bây giờ là tôi không có giúp ích được gì cho gia đình hết. Với tôi nói thật với bạn, tôi ở ngoài đời tôi là một thằng rất là lười, tôi rất là lười thật luôn, tôi không biết làm một cái gì cả, mà tôi dù làm cũng hỏng hóc cái này không hỏng hóc cái kia đó. Thì tôi chỉ toàn ăn bám cha mẹ thôi, tôi chỉ toàn ăn bám bố mẹ tôi thôi. Nhưng mà cái việc ăn bám này tôi không thích. Bởi thứ nhất là nó gánh nặng cho nó làm cái gánh nặng cho xã hội, thứ hai nữa là nó gánh nặng cho đất nước, cho nên là tôi muốn kiếm một cái gì đó, một chút gì đó, một chút tiền nào đó để mà san sẻ bớt phần nào thôi, san sẻ bớt phần nào thôi. Nhưng mà có điều á, rồi nhưng mà rồi sau này tôi sẽ cố gắng kiểu như tôi đi đại học, tôi lên đại học tôi gắng vào học các thứ, rồi sau đó tôi kiếm một cái nghề nào đó, rồi tôi sẽ sống bằng chính cái mức lương của tôi không dựa dẫm vào bố mẹ tôi nữa. Đó là cái dự định của tôi sau này. Nhưng mà bây giờ thì theo như tôi thấy hiện tại à không được, hiểu luôn mấy tình trạng mấy ngày nay tôi cảm thấy giống hệt như tôi cũng nghỉ luôn thiệt luôn. Nhầm lúc khi tôi bị ăn bản quyền tôi không hiểu lý do gì tôi bị ăn. Đây tôi nói thật nha, cái video này có một cái đoạn là ghép nhạc vô để mà cái khúc đánh nhau có ghép nhạc, nói chung là có ghép nhạc đó, nhưng mà tôi không biết cái bài nhạc đó nó còn nổi tiếng hay không đó. Mà tôi bị ăn bản quyền, tôi bị khiếu nại, mà trong khi đó ông hơn khai não bình thường không bị gì cả. Tôi không hiểu nổi biết gì, tôi nghĩ là thằng YouTube này nó ghét tôi hay sao, hình như cái trụ sở YouTube này không ưa tôi sao, nhìn cái mặt tôi thấy ghét quá không ưa tôi, đánh bản quyền chấp chép mẹ luôn, tôi cảm thấy kiểu vậy á. Rồi, video này tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Đó. Có thể là tôi sẽ biệt tâm một thời gian nào đó. Bây giờ đơn giản mà bây giờ là tôi hết biết rồi. Bây giờ là tôi không còn biết mà mình phải làm cái gì nữa. Hôm nay là quá đủ rồi. Rồi, cảm ơn bạn đã xem video. Chúc bạn một ngày tốt lành.